Nãy giờ toàn là tương lai của Thiên Tâm không à, còn bây giờ là ở mấy bộ lão của Thiên Tâm. Sư phụ sao có nam em sư toàn đúng không? Chưa hả? Chưa xong, và cái clip này riêng về đệ tử thôi. Sư phụ chỉ là MC trong lúc này thôi. Sư phụ uống trà không sư phụ? Hả? Sư phụ uống trà không? Không. Ủa Kim Ngân đâu rồi? Ngân ra đây con quay góc cột làm gì? Dạ không, cái Ngân nó đi ăn đó. Nhưng mà con quay cái cột làm chưa gì quay? Chưa không có, nên nó kêu bấm, đứng lại. Bây giờ bấm quay đi. Ok, đưa cho Lan quay. Đây. Con ngồi đây thì bộ đang nói chuyện ở trên này. Ok, rồi quay tiếp nha. Tiếp tục. Gàng đi, đánh quay. Gàng đi, đánh quay. Hơi nhiều quá. Thì đại gái là những đứa hộ pháp nó vậy đó. Rồi ở bên trên nó cũng quay đi ngang. Quay tiếp tục. Hồ mới bước ra nãy giờ nhiều 10 phút rồi. Dạ. Là good. Nó không biết làm gì. Cha nãy giờ đứng đây. Cha kêu hộ ra ngoài đó nói chuyện. Con có biết bình tướng mà thằng hầu cha đó từ cái núi tuốt đằng kia mà mấy ổng đứng dài tới đây còn đếm thử nhiều người. Mấy triệu người á. Thì cha nói là thứ nhất là mấy đệ tử nãy giờ mình nói chăng nghe nè, nãy giờ đứng đây nè thì dạy cho sư nói chuyện với mấy con rồi ba vấn đề đề đó, vấn đề nhà, vấn đề gì nữa mới nay thì đại khái là những gì hồi nãy giờ mấy con sám hối cha đứng cho chính hết đó. Cha nói mừng sư phụ có mấy đệ tử trung thành tốt. Mình không có xa với Thượng Đế nha các con. Rất là gần, nhất là đỉnh núi này luôn. Những cái gì mà sư phụ nói ra đều là lời thật, lòng thành. Ở cái thời đại nó lạ thì cho nên chỉ có một người lạ trong 8 tỷ người là vậy thôi. Mấy ông kiếm không ra người thứ hai. Ok, Thiên Hữu Tính rồi, nãy giờ nó không có bòi, có bòi với Thiên Cá đâu rồi ta? Thiên Cá đâu, ngày hôm qua cá săn quá. Với Thiên Cá, quên lộn Thiên Ngư. Ngư tức là cá, ngày hôm qua ông săn quá, bữa nay thật cũng lên nó không săn rồi. Cho ngày Nam vô đi. Về, ai nữa? Ở sao mấy nam muốn lên là Thiên Tính có gì phát biểu không con? Dạ, Thiên Tính lên kìa. Điện thoại của ai vậy? Điện thoại của ai bắt dùng? Tính có gì không con? Đệ tử này cũng được lắm à, không biết có đệ tử nữ nào nhắm mấy nút không, gả luôn cho rồi. Rồi có gì phát biểu? Dạ, con xin đảnh lễ sư phụ, kính chào tất cả các gia đình họ Thiên Tâm trong đây. Thiên Tính thì không có gì khác ngoài cái nguyện ước là sư phụ sớm đưa cha mẹ sớm cho sư phụ được phép về Việt Nam sớm và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, Nam Việt luôn luôn được sống trong hòa bình, an lạc, thanh tịnh và toàn cõi thế giới cùng tất cả gia đình họ Thiên luôn luôn được phát triển rộng rãi, sau này trở thành một đại gia đình và đạo công vị chỉ cầu nguyện xin đạo Thiên Tâm luôn luôn được phát triển một ngày một lớn để tất cả
con rồng chó tiên được chung về một mối. Và riêng bản thân con thì xin nguyện trọn đời đi theo sư phụ. Còn chạy bất cứ lúc nào sư phụ cũng mưa đi đâu. Ai có hữu duyên thì cũng xin một lòng giúp sư phụ luôn. Này anh này, cái lò anh đang hát chỗ này. Dạ, con xin hết. Con tội lỗi dạ, quá. Dạ, dạ, thí dụ như thụ viện anh công an nó tới, nó đè sư phụ xuống rồi con lúc con làm gì? Con phải ra dạ, họ ra sống phải nói cho đã nghe, nó quay còn con khi sinh chứ. Dạ, nói chung là mình làm mọi cách phải bảo vệ sư phụ, không có được sư phụ bất cứ cái chuyện gì xảy ra, dù con phải hy sinh con cũng phải làm. Rồi cái đó dạ. Cái đó của mấy vị rồi á, quan nhìn chớp của mấy vị. Ok rồi, Thiên Hương hôm nay nói gì? Thiên Hương cốt là một tiên nữ trên trời, hình như tầng thứ tư thứ năm vậy đó, mà chẳng là ca sĩ trên trời, là càng hát bà xuống đây cho nên có giọng ca hay lắm, nhưng mà chỗ này mình được ca con number one singing của những lúc mà break time của sư phụ. Bây giờ con có gì mà tâm sự phát biểu nói? Con tên là Thiên Hương. Xong anyway thì con cũng là một người đệ tử con nhà Phật, từ lúc nhỏ cũng biết về Phật pháp, nhưng mà sau một thời gian thì lúc nhỏ cũng có cái hạnh nguyện là lớn lên đi học, là khi mà học xong thì cũng muốn là xuất gia đi tu, không có muốn lấy chồng. Nhưng mà sau đó khi mà học xong rồi lớn lên á, thì nhìn thấy không có còn cảm giác với thầy, với chùa giống như là những cái ước mong hồi lúc còn nhỏ mình cảm nhận được, mình thấy có một cái gì đó nó không có đúng, nó sai sai. Sao không còn tha thiết với Phật pháp nữa, mất luôn cái lòng tin về Phật pháp. Rồi sau khi mà cũng có nghe ở ngoài người ta cũng có nói về sư phụ, nhưng mà thật sự thì con không có hề quan tâm đến những cái người triệu phú tỷ phú, con không có màng, con cũng chẳng để ý đến nữa, mà cũng nghe nói rất là nhiều nhưng mà không có quan tâm, cũng không có muốn tìm hiểu, tại vì cứ nghĩ là Ngô Tuấn Kiệt là một người có thể là một người giàu có tiếng, cho nên nhiều người người ta biết tới. Con không có nghĩ đến cái điều đó để mà tìm hiểu là Ngô Tuấn Kiệt là ai. Xong cũng có khi con nghe nhiều người nói quá thì con mới nghe thử, con vô YouTube con search cái tên của sư phụ. Xong con nghe sư phụ nói một cái clip thôi, nhưng mà cũng không có nghe hết. Xong con cũng tò mò, con nói không biết Ngô Tuấn Kiệt là ai, mà ở ngoài á có nhiều người người ta nói là ông này ông có tiền cho nên ông muốn xưng danh ông là thái tử con của Ngọc Hoàng, rồi ông muốn xưng cái gì thì ông xưng, tại vì ông có tiền, ông muốn nói gì ông nói. Con cũng thắc mắc, con tò mò, con nói để con lên con search con coi Thiên Long Sơn cái địa chỉ nằm ở đâu, con chạy lên để con coi thử Ngô Tuấn Kiệt là ai mà nhiều người ở ngoài người ta nói tới. Và cũng có những người mà con quen biết, người ta cũng là somebody, người ta nói về sư phụ với một cái con cảm nhận được là có cái sự ganh tị ở trong đó. Cho nên con muốn tìm hiểu về sư phụ. Khi con lên, trước khi cô lên, con cũng có nguyện trong, con nguyện con xin là con chưa biết cha mẹ, con chỉ biết là Phật thôi. Con nguyện mẹ Quan Âm là cho con được gặp sư phụ. Lúc đó lần đầu tiên con lên con gặp sư phụ thiệt, nhưng mà con cũng chẳng biết sư phụ là ai hết, con không nhận ra. Rồi mới gặp một người bạn ngồi đó, thì lúc đó có cơ duyên được ngồi nói chuyện với sư phụ thì mới biết là sư phụ là Ngô Tuấn Kiệt. Rồi sau đó những lần sau
con lên thì con không có gặp được sư phụ nữa, nhưng mà mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật nào con cũng chạy lên trên niệm Phật đường, không phải niệm Phật đường, con chạy lên điện Phật rồi con lau chùi ở trong đó, rồi con cũng ngồi thiền, con quét dọn cái tam cấp mà từ ở trên đó đi xuống dưới, túc ở dưới cho chuồng con luôn, con thấy dơ thì con cứ quét cho sạch sẽ cho mọi người đi cho thoải mái. Tuần nào con cũng lên con quét cho nó sạch. Rồi suốt một thời gian tới khi Covid cái chùa đóng cửa thì con không có mã số để lên được thì con ở nhà. Rồi sau này khi mà cổng chùa mở lại đó, cửa núi mở lại, cũng chưa mở nhưng mà con có duyên được biết cái khốt thì con lên. Con cũng làm những cái việc mà con muốn làm thôi. Rồi gặp được sư phụ vài lần, nghe sư phụ nói chuyện, nhưng mà cũng chỉ là nghe thôi chứ chưa biết về mẹ nữa luôn. Tới khi mà đến niệm Phật đường đó thì con mới hỏi, ai cũng mặc cái áo có cái dấu thiên tâm, con không biết, con hỏi vậy cái dấu này là cái dấu gì mà ai cũng có. Vậy thì con mới biết được, thì ra đây là cái dấu thiên tâm và đây là một cái đạo. Lúc đó con mới biết, bắt đầu mới biết về đạo thiên tâm, là đó là đạo của cha mẹ. Từ lúc đó là biết về cha mẹ, biết về đạo thiên tâm. Và tới cái ngày mà sư phụ làm cái lễ để khấn tế thiên đó, là trong cái ngày đó vô tình con đi lên được trên núi, rồi con thấy mọi người đó đang sửa soạn để cho sư phụ làm lễ tế. Con cũng nhào vô con giúp. Sau đó thì sư phụ nhận con làm đệ tử trong cái ngày hôm đó luôn. Rồi từ đó con tìm hiểu, con biết về những cái gì mà sư phụ nói về thiên tâm, về cha mẹ, là cha mẹ là đấng toàn năng, là bậc khai sáng ra vũ trụ. Và tất cả các vị Phật, ngay cả những vị cổ Phật xưa xưa nhất cũng đều là con của cha mẹ, chứ không phải là những vị Phật là những đấng toàn năng, là những vị cao nhất của vũ trụ. Con thấy mất xem, tại vì khi mà vũ trụ còn sơ khai, phở còn hồng hoang, thì cha chính là người sáng tạo ra vũ trụ này. Thì tất cha là một vị Phật đầu tiên trong vũ trụ, thì tất cả những vị Phật khác sau này khi ra đời không thể nào có trước cha được. Con từ hay đó quá, tưởng này giảm đó, những thế hệ sau của thiên tâm đó. Thì con nhận thấy cái điều đó, con tự suy luận ra và con thấy những cái điều sư phụ giảng rất là make sense và rất là khoa học. Cho nên con rất là tin, con lấy lại được cái niềm tin đó. Và con thật sự rất là tôn sùng sư phụ luôn. Tóm lại là từ lúc mà tới giờ con với ngang yêu nhau nhiều hơn không? Ừ, thằng này xưa đâu biết đâu. Có ngày đệ tử này cứ lên đưa cái hình để mà độ. Độ một người không phải dễ đâu con, khó lắm á. Cũng may độ hôm nãy lẹ, tay cốt này cũng cao lắm á. Nó cũng thường, cứ giữ. Thì thôi, gia đình giờ hạnh phúc. Cái bàn thờ ở nhà của đệ tử này rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Giờ là những đứa tuổi trẻ này, cái tham mình, cái thời gian nó học hỏi tiến bộ lẹ hơn những cái đệ tử này rồi, con biết rồi đó. Ok, hoan nghênh Thiên Hương đệ tử ủng hộ. Cái giờ lên được nè. Lệ với Mai đâu, với Thiên Văn đâu, ba đứa ngồi đang được cho nó mau hết giờ, sụ nó bụng. Thấy clip này làm kỷ niệm phải không? Rồi mấy đệ tử ruột lên cho có hình chút. Rồi Mai đâu? Mai vẫn qua đây. Đây là cũng là number one. Trên trời cũng là ca dữ lắm. Mấy đứa con ca giỏi quá. Rồi Mai đâu? Thiên Mai này là baby hả? Còn nói
hai đứa có cảm tưởng gì nói chia sẻ với huynh đệ chứ muội để mà ra ăn cơm. Dạ con có một niềm vui là được chia sẻ là vì chồng con đã gia nhập đạo Thiên Tâm và được sư phụ nhận làm đệ tử, cho nên con rất là yêu vô cùng, không biết nói làm sao hết. Và hàng ngày con cũng có nguyện cầu với cha mẹ là cho chồng con với các con của con là 5 đứa con, 4 đứa con trai, 1 đứa con gái cùng theo sư phụ gia nhập đạo Thiên Tâm để mà tìm hiểu về cha mẹ và học pháp của cha mẹ để được về trời. Thì hôm nay là bước đầu tiên là chồng con đã được gia nhập rồi thì con rất là vui mừng. Và con cũng nguyện là còn 5 đứa con nữa là sẽ được làm đệ tử của sư phụ, thì sẽ con nghĩ là con sẽ rất là hạnh phúc, rất là vui. Thì con có rất là nhiều chuyện nhiệm màu về cha mẹ nhưng mà con nghĩ là không có thời gian để kể đâu. Nhưng mà có một chuyện này con phải kể là cách đây là 2007, con biết thờ mẹ lâu lắm rồi, con thờ mẹ 2007 và cũng có nói với hai người bạn cũng thờ mẫu và thỉnh một cái tượng mẫu ở Việt Nam. Thì cái cô đó thỉnh qua thì cho thì con thờ đến bây giờ, thỉnh mẹ thì thờ đến bây giờ. Thì cách đây 2007 đó là thời đó là con mua một cái căn nhà 1.6 triệu mà bây giờ là giá 3 triệu mấy nha. Hay quá ta, hay chơi nhà quá. Anh mới bỏ tiền xuống cái nào đấy, tướng cũng. Nhưng mà cái nhà đó đó. Ôi trời. Là lúc 2007 là foreclose, short sell everybody, là coi như chết hết, real estate agent là cũng đại luôn. Mà nhà con á là con vừa có nhà đó là con cũng bị mất business luôn, cũng không trả nổi nữa. Mà đúng ngày 8/18/28 lập bàn thờ ra cầu mẹ, cầu cha để mà phù hộ cho con làm sao giữ được căn nhà này. Nếu mà con mất cái nhà này là con sẽ bị khùng luôn á, là mất hết tất cả, vì là con invest nhà mua 4-5 căn, bán hết dồn vô căn nhà này, mà mất nhà là mất hết tất cả. Mà trời ơi, người ta sọt xe quá trời. Vậy mà cầu nguyện riết mà cứ làm loan lại, modification loan tới làm lui, vậy mà vượt qua được tới lúc nhà lên lại trở lại bình thường. Thì con rất tiếc là tại vì con không giữ được, là vì 5 đứa con của con nó phải đi đại học, con không có đủ khả năng để giữ cái nhà đó để mà tiếp tục thì bán đi. Nhưng mà bây giờ cũng mua được nhà khác thì cũng được qua thôi. Đúng. Cho nên là nói đến cho các, xin lỗi là nãy giờ con vui mừng quá quên có chào các bác, các cô, các huynh đệ tỷ muội xin tha thứ, là vì mình quá mừng. Cho nên con muốn nói ra cái niềm vui của con vậy cho mọi người biết. Dạ, xin hết. Còn sao nha mẹ? Dạ, còn sao? Không phải song hành nha, không phải tu. Dạ. Đây, hai đứa là nói. Con lên đây. Ngồi xuống sao vậy? Con á, nhìn kỹ đi. Lên. Xuống. Không. Đây nè, con áo đỏ thì xương á. Được. Lên đây làm được luôn đi, ngồi gom đi, để cho này ảo lên đây luôn. Mấy đứa hộ pháp này nè, cỡ gì chống tuốt làm sao vậy, có gì cứ nói. Nhỏ đó là một chư thiên ở tầng trời thứ 7 á, mà đàn ông bây giờ thành đàn bà mà nhóm nhỏ con có ăn xương á. Đứng lên đi à, ông tiên. Đứng lên. Con này lên đây đi ông tiên. Đây này, ngồi nè, gom lại, nói một lượt luôn. Rồi để cho mình tổng kết bữa nay rồi chứ là mình ăn. Nói gì cứ nói lên đấy nè, cỡ thì trời ơi, đàn ông mà mắc cỡ đâu phải đàn bà đâu. Con là ông tiên mà, con xuống đây hộ pháp thì con nói gì con nói. Thấy Mỹ Hạnh không, cũng ông tiên lăng xăng, cái này cũng ông tiên. Đó.
Xin chào tất cả mọi người. Em cũng không biết nói gì hơn là thật sự cái gì em cũng tin là có duyên số. Và từ 1 tuổi đến 15 tuổi thì em ở trước nhà em thì nó có hai cái chùa. Lúc nào em cũng chạy lòng vòng vòng ở trong đó, thì ở đó ở Việt Nam. Nhưng mà thì em không có tu tập giống như mấy người kia, em chỉ là tò mò rồi lúc nào cũng chạy lòng vòng ở chùa mà không có biết sợ. Chùa thì lúc nào cũng tắt đèn đó thôi vậy mà mình cũng đi, mình cứ đi, mình giống như mình đi chơi trong đó, mình thích chơi trong đó vậy đó. Em mới chạy không ai tóm lại đi con. Dạ. Rồi từ 15 đến 30 tuổi thì đi nhà thờ Tin Lành, thì tin Chúa. Và đi vô đạo Chúa thì em như ai thờ luôn á, nói đây nói mấy câu cho vui. Nhưng mà mình cũng thấy là nó có gì thiếu thiếu, cho nên sau đó là em không có đi bất cứ tôn giáo nào nữa hết. Thì trong 10 năm sau đó là em tìm hiểu, em vẫn tìm hiểu về các đạo khác nhau, vẫn thích học về tâm linh, nhưng mà mình cảm thấy không có cái nào phù hợp. Thì cứ đến một ngày thì gặp cái người chị á, nói là ô có ông sư nào khôn quá mua cái núi bự lắm ở Miritas. Thì em đi lên đó em coi thử coi, tại vì trước lúc đó thì em cũng đã nằm mơ thấy Phật A Di Đà và Phật Bà Quan Âm mới chỉ đường em đi. Thì em cứ tìm hoài và em đi vô mấy cái chùa đó thì em thấy không có cái phù hợp. Thì lần đầu tiên gặp sư phụ là năm 2019, sau đó thì cũng đi về. Rồi mình nghĩ là tự mình tu, rồi sư phụ giảng thì chuyện của sư phụ. Nhưng mà mình không có cần phải tham gia hay là cái gì. Nhưng mà sau đó thì ở trên phải cho cứ tiếp tục cho thấy này thấy kia, thấy đủ thứ. Người này có điển, làm thơ rồi thấy nữa. Tức là thấy nhiều kiếp của mình, rồi thấy cái người sư phụ mà sư phụ là chỉ định là phải đi theo. Rồi sau đó em cầu nguyện với cha mẹ, rồi em hỏi là có đúng là đây là thái tử, là cái người em phải đi theo. Thì sau đó là em mới là xuống gặp sư phụ mình. Thì theo trước lúc đó thì em nghĩ là mình tự tu ở nhà, giống như sư phụ nói là tự mình đút mà đi vậy đó thì cũng được. Nhưng mà ở trên cứ cho thấy hoài, cho nên là mình nói thôi không có ngoan cố nữa. Cho nên là hôm nay ở đây cũng là hạn có điểm. Ok rồi, anh Hoàng với An nói gì không? Kính chào cha mẹ, kính chào sư phụ và các cô các bác, anh chị em. Hôm nay tới đến tới ngày hôm nay là sư phụ có rất là nhiều đệ tử. Nhưng mà mình tin chắc là cái người mà sư phụ đắn đo và suy nghĩ nhiều nhất để trước khi mà nhấn được cái nút là cho thằng này nó được đi theo nó không, chắc có lẽ là mình. Tại vì mình chắc có lẽ là đại diện cho mấy anh ở ngoài kia. Là thứ nhất là lạ là mấy anh có cái ngã, thứ nhì là có cái mắt kiến dày, cho nên rất là khó độ. Nhưng mà mình có được một cái may mắn là mình được 2-3 lần tiếp cận gần với sư phụ. Thì được chia sẻ, nhưng mà mình cảm thấy khi gần người thì mình thấy được cái năng lượng và cảm thấy được cái sự hiểu biết gì đó mà mình lần đầu tiên mình gặp, mình được ngồi gần và nói chuyện một thời gian thì mình chỉ nói là cảm ơn sư phụ. Lúc đó mình kêu là anh Kiệt, cảm ơn anh Kiệt đã cho em những cái bài học vô tự. Bài học đó mình rất là mến và rất là quý, không dạy mà biết. Và chính vì từ đó mình bắt đầu mới để cái tâm mình vô. Rồi sau đó mình mới ráng cố gắng. Mình hứa với bản thân là con sẽ làm tốt nhất có thể, để sau này nếu có cơ hội
được nhận thì con cũng sẽ làm tốt nhất. Ba lần luôn, con nữa. Bây giờ tới đàn ông lên nè. Bây giờ lại rồi xong rồi tới bồ lão cái nữa là phụ đi ăn. Bồi lên, nó có cái này lưu niệm mà. Nó không chốn, nó không có hình lưu niệm. Này lưu truyền tới mấy nghìn năm lận. Đưa mặt lên chúng xíu cái clip đi. À mấy đệ tử nè, con nè, con luôn á, ừ. Lên đây. Đi Thái nữa. Đó thường không vậy. Ok rồi, hai. Cứ đứng gần nó đây, đứng gần để quay nó luôn. Dạ. Đứa mai còn ba tước chứ. Dạ. Đó à, à tước trời á, nó ba tước trời á. Dạ, thưa sư phụ, con xin đại diện cho em Hải, tại em Hải nói mắc cỡ quá, không dám nói không được. Xong rồi, lời đầu tiên, con đại diện, con xin thánh xin cha mẹ gia hộ cho sư phụ mau sớm về Việt Nam để làm minh vương. Lo cho nước Việt Nam nói riêng cũng như là thế giới nói chung để cho một cái thời kỳ thịnh vượng trong tương lai. Rồi đầu kế tiếp là con cũng khấn xin cha mẹ gia hộ cho sư phụ được nhiều sức khỏe để sư phụ có sức khỏe để lo cho những việc sắp tới. Và câu chuyện của con thì đơn giản lắm. Con khi mà con có ý thức rồi á thì tự nhiên trong lòng con cứ thấn thầm thôi. Con nói không biết cuộc đời này con thấy khổ quá, thôi con cũng thấy đi tu đi, nhưng mà con không có tìm được là một vị thầy. Con cứ khấn là một lúc nào đó cho con gặp được một thiền tri thức cũng được, hay là nếu mà con có đại phúc thì con gặp được một vị minh sư. Thì khi con khấn thường thường con khấn như vậy, thì đến lúc mà không biết thì con được ở nhà làm, thì con có lên YouTube coi, thì gặp được video YouTube của sư phụ. Thì con khi mà gặp con coi khoảng 6 cái video trực tiếp thì con nói cái ông này chứ không ai hết trơn á. Con nói không, con nói xin lỗi với sư phụ, con nói vậy đó. Con người miền Tây con nói sao con nói phải con có cái lời văn hoa. Rồi xong rồi con cứ để trong lòng như vậy. Còn khi mà con sắp xếp công việc xong, con nói là lúc mà lấy bờ đê của tháng 9 vừa rồi, con nói con nhất thiết phải lên Thiên Long Sơn, rồi con không biết ở đây là ở đâu. Xong rồi con mới đủ chở con, nói bữa đó anh phải đi thôi, em sắp thẻ đi theo, rồi em đi, anh đi một mình. Rồi xong rồi con lên, khi mà con lên được Thiên Long Sơn, con thấy sư phụ đang ngồi đàm đạo dưới. Đứng lên luôn đi nha, đủ 4 hạng. Hiển, đứng lên luôn. Dạ. Đứng lên luôn hả? Thì con lên, con chỉ thấy hình ảnh của sư phụ đang ngồi nằm đạo dưới. Và con nói đây là cái gì mà con đợi lâu lắm rồi. Xong rồi đợi luôn, nguyên băng luôn, lắm rồi luôn. Đây là một mắt mà. Yeah, rồi con thấy sư phụ, rồi con nói tự nhiên có những cái giây phút rồi con không biết là con đang tồn tại ở có những giây con mới lái xe đầu tiên thôi, thì lúc đó con sợ con lái xe lủi vô tới nhà thư viện luôn. Con thấy có vài giây là con không có nhận ra con đang tồn tại nữa, con biết đây là cái vị mà con đã chờ lâu lắm rồi. Rồi có đơn giản vậy thôi à. Rồi con phải đợi bữa đó sư phụ, hôm ngày hôm sau con nghe theo mấy chị xuống đây, rồi con đợi sư phụ ở ngoài đó tới 11 giờ tối rồi. Sư phụ lên, con với vợ con phải chẳng không được đó. Con rất là xúc động, sư phụ tới, tôi nói trời, hai đứa này giờ này còn ở đây. Xong rồi sư phụ nhận hai đứa con là tận luôn. Lúc đó là con nói cuộc đời của con đã thay đổi rồi. Con không có còn sợ gì nữa, thì đã tin được sư phụ rồi. Đơn giản vậy thôi, cảm ơn. Hiển, còn mấy cái microphone nữa, Hiển tiếp. Chắc con chẳng biết nói gì hơn, tất cả mọi người đã nói hết, tất cả mọi thứ con muốn nói rồi. Tử này con nói giỏi lắm, con học cao mà nóng.
học cao hơn bắt cộng nhiều, nó luôn lắm bắt cộng. Học cao là một chuyện, nhưng mà khi mà đứng trước mặt mọi người nói chuyện rất là khó. Không không được đi sư phụ đâu. Trời ơi, thấy con nói chuyện lưu loát không bắt trọng nhiều. Con nói chuyện lưu loát nhưng mà khi mà đứng trước trước public, trước mọi người thì rất là khó sư phụ, rất là khó. Mà tất cả mọi anh chị em đây đã nói với tất cả mọi thứ rồi thì con không biết nói gì thêm hơn. Cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Lâm muốn nói gì nói vậy con? Lâm. Dạ anh em hộ pháp của chúng con hứa sẽ bảo vệ sư phụ tới cùng. Rồi nói tiếp. Con tới đây con cảm ơn sư phụ rất rất là nhiều để được sư phụ nhận con làm đệ tử. Rồi con xin thay mặt cảm ơn sư phụ với tất cả người ở đây. Rồi, tụi con rất là vui. Rồi, cảm ơn sư phụ. Rồi, trong nay. Dạ, trước tiên là con cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sư phụ, các anh chị em xung quanh. Các con thì trước nay con 3 tháng ở nhà mà bị Covid, con mới coi trên YouTube con thấy sư phụ. Cái người này sao mà lo cho tất cả cái anh chị em mà bị Covid chết, bà con ở Việt Nam, nhưng lòng con cảm động. Con tâm của con cũng là cũng nghĩ cho tất cả ba chúng chúng sanh, con cũng thấy ai Phật dạy này, tất cả chúng sanh ai cũng là ông bà cha mẹ của mình. Thì con nghe lời sư phụ con quay về cũng là bắt con lại cha mẹ, cái con nhận được sư phụ. Xong là những gì mà con học trong kinh, con đọc kinh thì sư phụ có hết. Sư phụ có còn nói con đọc kinh Địa Tạng, nó nói về con kinh ngài Địa Tạng là thần lực con không thể nghĩ bàn, đức từ bi con không thể nghĩ bàn, trí huệ con không thể nghĩ bàn luôn, và biện tài luôn ngại của con không thể nghĩ bàn. Sư phụ có hết tất cả. Con ước nguyện là tại sao có những người Phật pháp học Phật mà con cũng Phật mà không thấy được, con rất là buồn. Ước nguyện của con là tất cả các Phật tử khi mà nghe phải biết thêm về cha mẹ, biết quan trọng sư phụ là người dẫn dắt cho toàn thể thế giới. Con xin thưa. Bây giờ tới phiên Bô Lão đưa xuống cái đây cái đầu tiên tới đệ tử này mày cho vui cho cái của gia đình mà giữ lưu niệm chứ để mốt cứ đi rồi đâu gặp được đây đây mày còn như ta ít cũng còn nắm á. Để cho họ thiên lưu truyền nghìn năm cái clip này. Cái cỡ này, nguyên cái băng này là còn bao lâu nữa đâu. Mới rồi, con sám hối với cha mẹ rồi. Thì bây giờ xin chào sư phụ. Thì từ sáng giờ, đệ tử này thấy ai hầu như cũng khen sư phụ và chúc tụng sư phụ nhiều quá. Mà đệ tử này vẫn có một điều thắc mắc với sư phụ hồi đó. Mà bây giờ hết rồi, xin kể lại nha, chút xíu. Có ai mà mặt dày á bằng đệ tử này không? Bao nhiêu người đứng xin nhờ làm đệ tử mặt dày này cũng nhảy vô đến mấy lần những người này là công giáo gặt nghe quý vị, là HO nữa, quân đội lì lắm á, mà cũng phải bị lì như vậy á cuối cùng mới được á. Cái thứ nhất á hồi đó đó sư phụ cứ gọi đệ tử này á là gì phải không, cái ông công giáo bất kỳ. Quê ơi là quê. Mà cũng cả ngưỡng nữa. Cũng biết thôi. Mà không. Thú thật với sư phụ là không bao giờ giận sư phụ. Mình chỉ tiếc con cái là có lẽ chưa có duyên với sư phụ. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa, có lẽ là sư phụ đã biết mình có một cái điểm gì để không nhận mình là đệ tử. Thì chính chị Lan đây
đệ tử này có tâm sự với chị Lan, nói sư phụ mà nhận đệ tử này thì nói gì cũng được hết. Chúc tới chị Lan nữa. Dạ. Giờ tới vô lại. Và nói đến đây thì phải cảm ơn chị, người thứ nhất là chị Lan, người thứ nhì là bác Ngư. Nó cũng lời lắm á, mới nhận mà. Cái lý do đó hồi xưa thử thách mấy đệ tử lớn này đó là gì? Một người đệ tử mà đi quân đội là cực kỳ là có nghiêm khắc đúng không? Khó có tin về tâm linh. Thứ hai là đạo Công giáo rạch nữa. Mình chúc đưa đệ tử này nói nữa nè, hai người là nữ chân dương đang ngồi đó. Cái vấn đề là một sư phụ không có khả năng nói được hết tất cả miền Bắc mấy chục triệu người Bắc. Nhưng đệ tử này hôm nay lên cái clip này có thể độ được vài triệu người như trời đó, còn có biết không? Cho nên cái cơ sở mới như vậy. Cái đệ tử này có cái sứ mệnh đó. Sư phụ không có khả năng đó, nhưng đệ tử này hôm nay nói vài câu nhưng mà có thể độ được vài chục triệu người. Mấy con có hiểu không? Nói tiếp đi. Đó là độ thêm vài chục triệu luôn nhân người đó làm sao? Bây giờ tới phiên phải thăm sư phụ chút. Là đệ tử này rất buồn. Buồn cái khúc đó chứ không phải bây giờ buồn. Cái giai đoạn đó. Sư phụ ở Thiên Long Giang, bao nhiêu người vào nhận hết. Cái clip mà ở ngay cái hội trường nó kêu là gì con? Vietnamese Service Center. Cái đó để mình ngắt cái này để mình trả lời để hồi nó qua quên. Bữa đó là không có ý nhận. Nhưng mà trước khi đi gặp một cái public, cái đông á, là mấy chị dị đã nhìn thấy mình rồi. Cũng giống như hồi bữa ở Việt Mi tham qua không kia, không ngờ là đông. Nhưng mà trước khi đó buổi sáng á, là mấy chị kêu bữa nay con có giao duyên gặp nhiều người là nhận hết. Cũng giống như nãy cha mẹ đứng đây trên thế giới, mấy chị nghĩ Thượng Đế tại sao không qua ở Tòa Thánh Vatican, tại sao không đi những cái nhà thờ cực kỳ sang trọng của Ý, của ông Châu, mà cha lại đứng đây với mình. Quý vị có nghĩ ra không? Cha mới đứng đây nè, cha mới vừa nói chuyện với sư phụ đúng không? Thì cha khen chúng ta đó, mỗi lần nhận đệ tử đều là do mấy vị bề trên kêu. Còn bình thường cái luật mà của cá nhân Thiên Tuấn Kiệt Nghĩa là người nào phải gặp ba lần. Thứ nhất, ít nhất là cũng phải là có cái tâm tốt và phải có lòng thành và có lòng tin. Đâu phải ai muốn tin con của ông trời là tin đâu. Cái người nào tin một cách mà không có phân tách kỹ lưỡng chị cũng không thích nữa, cái lòng mê tín á, phải là thiệt mới nhận. Thì đó là cái rule, cái luật là ba lần mà vậy. Nhưng mà có những cái buổi đặc biệt là có thể là những cái cơ hội mấy gì đó nhìn thấy, nếu mà thôi chấp vào gặp chùa ba lần mới nhận á, thì những người đó không có cái cơ hội để đi về trời. Thì trong những người đó có người mình có thể gặp một lần sức khỏe, những người lớn tuổi đó thì độ cho bề trên từ bi mà cho họ cái cuối cùng để về trời khi mang họ thiên là vậy đó. Cho nên mình có những cái exceptional á, nó là ngoại lệ phải không, dịch tiếng Việt là ngoại lệ. Cho nên đừng có phân bì. Còn lúc đó đó mình nhìn thấy đệ tử này còn sức đi lên núi Phường mà ở đây cách đây nhiêu tiếng, 2 tiếng hả? Dạ, hơn tiếng phải không? Thì còn gặp nhau hoài thì nhiều cơ hội là mình phải đi vậy đó, thì mấy năm mới nhận là vậy. Chắc mình thấy ổng còn khỏe, ổng ít nhất cũng là cha cho ổng ít nhất cũng 5-7 năm như chơi á, thì dư thời gian mà. Còn những người mà như đi Nam Cali nhận hay là đi Houston nhận, đó là những cái bờ trên ga lịnh, đó là thật. Còn riêng sư phụ là nếu nào 3 trên 3 lần phải có là phải biết cha biết mẹ, có lòng tin đàng hoàng. Rồi nói tiếp tới đây cảm ơn sư phụ nha, giờ này sư mới biết sư phụ đây rồi đây